Nobel châu Á vinh danh giáo sư Nguyễn Thị Ngọc Phượng, ngọn lửa đấu tranh cho nạn nhân da cam. Quỹ giải thưởng Ramon Magsaysay năm 2024 đã vinh danh nhà khoa học, giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, người đã dành cả đời để tìm hiểu tác hại của chất độc dioxin lên sức khỏe con người và sức khỏe sinh sản của các nạn nhân. Ngày 31 tháng 8, quỹ giải thưởng Ramon Magsaysay được xem là giải thưởng Nobel châu Á, vừa công bố năm chủ nhân của mùa giải năm nay. Anh hùng lao động, thầy thuốc nhân dân, giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng là một trong năm chủ nhân của giải thưởng mùa giải năm 2024. Lễ trao giải thưởng lần thứ 66 sẽ được tổ chức vào ngày 16 tháng 11 tại Philippines. Theo ban quản trị giải thưởng, giáo sư Nguyễn Thị Ngọc Phượng đã có đóng góp trong việc nghiên cứu ảnh hưởng của chất độc màu da cam dioxin trên sức khỏe của con người và sức khỏe sinh sản, cũng như những hoạt động đòi lại công lý cho nạn nhân da cam dioxin, cũng như có nhiều đóng góp giúp nạn nhân da cam dioxin có cuộc sống tốt hơn. Quỹ giải thưởng nhấn mạnh công trình của giáo sư Nguyễn Thị Ngọc Phượng là lời cảnh báo nghiêm trọng cho thế giới rằng hãy tránh chiến tranh bằng mọi giá vì hậu quả bi thảm của nó có thể kéo dài đến tận tương lai. Bà đưa ra bằng chứng rằng không bao giờ là quá muộn để sửa chữa sai lầm của chiến tranh và giành lại công lý cũng như sự cứu trợ cho những nạn nhân bất hạnh đó. Vào cuối những năm 1960, khi còn là bác sĩ nội trú, giáo sư Nguyễn Thị Ngọc Phượng đã tiếp xúc với các ca sinh bị dị tật do ảnh hưởng của chất độc màu da cam. Năm 1974, bà tình cờ đọc được báo cáo khoa học của Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ và bắt đầu nghi ngờ về mối liên hệ giữa các trường hợp quái thai ở Việt Nam và chất độc này. Năm 1982, bà tiến hành các nghiên cứu trên 1.000 hộ gia đình ở Bến Tre, cho thấy tỷ lệ con dị tật ở vùng bị rạ chất độc cao gấp 3 đến 4 lần. Năm 1983, bà công bố kết quả nghiên cứu trên một tạp chí khoa học của Anh, mở ra hành trình nghiên cứu về ảnh hưởng của chất độc màu da cam dioxin đối với người Việt. Với vai trò là Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc màu da cam dioxin của Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam, bà đã không ngừng đấu tranh cho công lý và đưa tiếng nói của các nạn nhân ra thế giới. Năm 2008, bà là nhà khoa học Việt Nam đầu tiên trình bày vấn đề này trước Hạ viện Mỹ, góp phần thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả của chất độc da cam. Bà cũng kêu gọi hỗ trợ quốc tế xây dựng 13 làng hòa bình trên cả nước để chăm sóc các nạn nhân. Không chỉ biết đến là một chuyên gia luôn đấu tranh cho quyền lợi của các nạn nhân chất độc màu da cam, giáo sư Nguyễn Thị Ngọc Phượng còn là người khai phá, đặt nền móng cho công trình lịch sử thụ tinh trong ống nghiệm. Hơn 20 năm trước, từ những đêm trường thao thức, giáo sư Ngọc Phượng gói ghém từng đồng tiền lương để sang Pháp du học, quyết tâm đem kỹ thuật IVF về Việt Nam, mong biến giấc mơ làm mẹ của phụ nữ hiếm muộn thành hiện thực. Thành công của kỹ thuật IVF mở ra cơ hội cho nhiều gia đình Việt, khi chi phí thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm trong nước chỉ bằng 1/3 đến 1/5 so với nước ngoài. Hơn nữa, từ một trung tâm hỗ trợ sinh sản còn nhiều thiếu thốn ban đầu tại Bệnh viện Từ Dũ, đến nay, cả Việt Nam đã có gần 50 đơn vị hỗ trợ sinh sản hiếm muộn từ Nam ra Bắc. Những tháng năm đó, trên đôi vai bác sĩ Phượng là khối lượng công việc khó có thể tưởng tượng được. Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, Viện trưởng Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố, đại biểu Quốc hội từ năm 1982 đến năm 1997, Hội sản phụ khoa Việt Nam, v.v. Song song với đó, giáo sư Ngọc Phượng cũng là người đầu tiên mang kỹ thuật nội soi trong phụ khoa về Việt Nam. Nhờ sự giúp đỡ của Pháp, khoa nội soi của Bệnh viện Từ Dũ được thành lập và đến nay, công trình này được công nhận là đứng đầu trong nước về kỹ thuật nội soi phụ khoa. Giáo sư Ngọc Phượng còn biết đến là người khai sinh, là mẹ đẻ của chương trình Cô đỡ thôn bản, nhằm hạn chế tỷ lệ tử vong cho bà mẹ và trẻ sơ sinh vùng cao. Trải qua nhiều khó khăn, năm 2013, Cô đỡ thôn bản chính thức được công nhận là một chức danh trong ngành y. Từ chỗ không biết xem đồng hồ, không biết tính toán, giờ nở cổ tử cung của sản phụ, v.v. Các cô đỡ thôn bản đã rành rọt sau khóa huấn luyện. Về bản làng, các cô mang kiến thức đã học áp dụng đỡ đẻ thành công cho nhiều ca khó. Qua nhiều năm thực hiện, đến nay, gần 1.500 cô đỡ đã làm việc tại 20 tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, v.v. Tỷ lệ tử vong và tai biến cho mẹ và sơ sinh ở những nơi có cô đỡ thôn bản đang công tác đã giảm xuống rõ rệt cùng với sự giảm chung của cả nước. Trong hơn 50 năm cống hiến cho ngành y, những nỗ lực của giáo sư Nguyễn Thị Ngọc Phượng đã đơm đầy hoa thơm và quả ngọt. Những tiến bộ khoa học như thụ tinh trong ống nghiệm, phát hiện sớm điều trị ung thư cổ tử cung, v.v. mà bà đã dày công nghiên cứu được áp dụng hiệu quả. Những chương trình giá trị nhân văn vẫn tiếp tục được lan tỏa, không chỉ viết nên kỳ tích trong nước mà còn được công nhận ở châu Á và thế giới.